Vạn hạnh tổng trì, đây là ý nghĩa về lực. 8. Pháp vương vô ý. Pháp vương vô sở ý như thế nào? Bồ Tát tu hành thì lìa năm thứ sợ hãi, đắc được 10 thứ vô ý, không sợ hãi. 9. Pháp vương ngủ nghỉ. Pháp vương ngủ như thế nào? 10. Pháp vương khen ngợi. Pháp vương nên khen ngợi gì? Bồ Tát nên kính ngưỡng khen ngợi đức của Phật. 10 pháp này, Pháp vương từ trụ Bồ Tát đều nên biết, phải học tập những pháp này. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, tâm chẳng chướng ngại. Nếu có nghe pháp thì liền tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Bồ Tát Pháp vương từ, vì sao phải học 10 thứ pháp này? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, trong tâm chẳng có mọi chướng ngại và chấp trước nào. Phàm là ở trong đạo tràng của chư Phật, nghe pháp thì tự mình thấu hiểu, không cần Phật phải chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát quán đành trụ? Bồ Tát này được thành tựu 10 thứ trí. Những gì là 10 trí? Đó là chấn động vô số thế giới, chiếu sáng vô số thế giới, trụ trì vô số thế giới, đi đến vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế giới, khai thị vô số chúng sinh, quan sát vô số chúng sinh, biết căn tánh vô số chúng sinh, khiến cho vô số chúng sinh hướng về, khiến cho vô số chúng sinh điều phục, đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát quán đành trụ? Vì khi Bồ Tát kế thừa vị Pháp vương tử, thì trước hết phải thọ nghi thức quán đành. 10 phương chư Phật đến quán đành, cho nên gọi là quán đành trụ. Bồ Tát phải thành tựu 10 trí huệ không thể nghĩ bàn này, mới đắc được bậc quán đành. Gì là 10 thứ trí huệ? Đó là một chấn động vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ có trí huệ đại oai thần lực, biết thế giới nào nên chấn động, thể hiện 6 thứ chấn động để nhiếp phục tất cả chúng sinh. 2. Chiếu sáng vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ có đại trí huệ đại quang minh, chiếu soi đến vô số thế giới. 3. Trụ trì vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ dùng sức thần thông để hộ trì vô số thế giới, khiến cho thế giới an trụ lâu dài, chẳng bị hủy hoại. 4. Đi đến vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ phải đi đến đạo tràng của 10 phương tất cả chư Phật để thừa sự cúng dường hết thảy chư Phật. 5. Nghiêm tịnh vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ trang nghiêm thanh tịnh vô số thế giới. 6. Khai thị vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ dùng trí huệ không thể nghĩ bàn của Ngài để khai đạo tất cả chúng sinh, để chỉ dạy tất cả chúng sinh, khiến cho vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật đạo. 7. Quán sát vô số chúng sinh. Bồ Tát quán đảnh trụ khéo quan sát nhân duyên của vô số chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện để giáo hóa. 8. Biết căn tánh vô số chúng sinh. Bồ Tát quán đảnh trụ biết căn tánh của vô số chúng sinh. Căn tánh của chúng sinh khác nhau. Người gieo căn lành nhiều thì thông minh, người gieo căn lành ít thì ngu si. Biết căn tánh của chúng sinh rồi thì phải dùng phương pháp để cứu độ, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. 9. Khiến cho vô số chúng sinh hướng về. Bồ Tát quán đảnh trụ hay khiến cho vô số chúng sinh hướng về đạo Bồ Đề. 10. Khiến cho vô số chúng sinh điều phục. Bồ Tát quán đảnh trụ dùng đại trí huệ để điều phục chúng sinh cao cường. Do đó, chúng sinh cao cường có điều phục. Song Bồ Tát này đều có thể điều phục được vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Đây là 10 thứ trí huệ của Bồ Tát quán đảnh trụ. Phật tử, thân của Bồ Tát này và nghiệp thân, thần thông biến hiện, trí huệ quá khứ, trí huệ vị lai, trí huệ hiện tại, thành tựu cõi Phật, tâm cảnh giới, trí cảnh giới, đều không thể biết được, cho đến Bồ Tát Pháp Vương Tử cũng không biết được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thân của Bồ Tát quán đảnh trụ và thân nghiệp tạo ra đều là do thần thông biến hóa. Ngài có cảnh giới không thể nghĩ bàn, dùng trí huệ đã tu trong quá khứ, trí huệ tu hành thuộc vị lai, trí huệ tu hành trong hiện tại, thành tựu tất cả cõi nước chư Phật, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cảnh giới của tâm chúng sinh, cảnh giới của tất cả trí chúng sinh đều không thể biết được cảnh giới này, cho đến Bồ Tát Pháp Vương Tử trụ cũng không thể hiểu những cảnh giới vừa nói ở trên của Bồ Tát quán đảnh trụ. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 thứ trí của chư Phật. Những gì là 10? Đó là trí ba đời, trí Phật Pháp, trí Pháp giới vô ngại, trí Pháp giới vô biên, trí dụng mãn tất cả thế giới, trí chiếu khắp tất cả thế giới, trí biết tất cả chúng sinh, trí biết tất cả Pháp, trí biết vô biên chư Phật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật.
Bồ Tát Quán đành trụ nên khuyên hóa chúng sinh học 10 thứ trí huệ của chư Phật, tự mình cũng phải học 10 thứ trí huệ này. Những gì là 10 thứ trí huệ? Đó là một trí ba đời, tức là trí huệ quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời. 2. Trí Phật Pháp, trí huệ Phật Pháp mà chư Phật nói. 3. Trí Pháp giới vô ngại, lý sự vô ngại Pháp giới, sự sự vô ngại Pháp giới, trí huệ này. 4. Trí Pháp giới vô biên, Pháp giới chẳng có bờ mé, trí huệ này. 5. Trí sùng mãn tất cả thế giới, trí huệ này hay đầy khắp tất cả thế giới. 6. Trí chiếu khắp tất cả thế giới, trí huệ này hay chiếu soi khắp tất cả thế giới. 7. Trí trụ trì tất cả thế giới, thứ trí huệ này hay trụ trì tất cả thế giới. 8. Trí biết tất cả chúng sinh, trí huệ biết tất cả chúng sinh. 9. Trí biết tất cả pháp, trí huệ biết tất cả pháp. 10. Trí biết vô biên chư Phật, trí huệ biết vô biên các đức Phật. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng trưởng tất cả trí huệ, nếu có nghe pháp liền tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao phải học 10 thứ trí huệ của chư Phật? Là vì muốn khiến cho Bồ Tát Quán Đảnh Trụ tăng trưởng tất cả trí huệ. Nếu có nghe pháp thì tự khai ngộ thấu hiểu, không cần chư Phật chỉ dạy. Bây giờ, nhờ thần lực của Phật trong 10 phương, mỗi phương có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 1 vạn cõi Phật, đều 6 thứ chấn động. Đó là động biến động, đẳng biến động, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Lúc đó, vì nhờ oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi phương trong 10 phương đều có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 1 vạn cõi Phật, mỗi thế giới đều có 6 thứ chấn động phát sinh. Nhưng chẳng phải khiến cho chúng sinh thọ tổn hại, mà là khiến cho chúng sinh tỉnh ngộ. Gì là 6 thứ chấn động? Tức là động dũng khởi thuộc về hình, chấn hống kích thuộc về tiếng. 6 thứ hiện tượng này lại biến thành 18 thứ hiện tượng. Một động, đây động mà kia chẳng động, hoặc kia động mà đây chẳng động là động cục bộ. 2 biến động là động khắp hết cả thế giới đều động. 3 đẳng biến động, đồng thời hết thảy thế giới cùng lúc động khắp hết. 4 khởi, ở tại chỗ này có khởi mà chỗ khác chẳng có khởi, hoặc ở chỗ này chẳng có khởi mà chỗ kia có khởi. 5 biến khởi, ở thế giới này khắp nơi đều khởi mà thế giới khác chẳng khởi. 6 đẳng biến khởi, đồng thời ở hết thảy thế giới cùng lúc khắp nơi đều khởi. 7 dũng, ở tại chỗ này có hiện tượng dũng nhảy mà ở chỗ khác chẳng có hiện tượng dũng. 8 biến dũng, cả thế giới khắp nơi đều dũng. 9 đẳng biến dũng, đồng thời ở hết thảy thế giới cùng lúc khắp mọi nơi đều dũng. 10 chấn, ở chỗ này có cảm giác chấn động, nhưng ở chỗ khác chẳng có cảm giác chấn động. 11 biến chấn, toàn thế giới khắp nơi đều chấn động. 12 đẳng biến chấn, đồng thời ở tại hết thảy thế giới cùng lúc đều có cảm giác chấn động. 13 hống, ở chỗ này có tiếng hống, mà ở chỗ khác chẳng có tiếng hống. 14 biến hống, ở khắp thế giới đều có tiếng hống. 15 đẳng biến hống, đồng thời ở tại hết thảy thế giới cùng lúc khắp nơi đều có tiếng hống. 16 kích, ở chỗ này có tiếng kích, tiếng khua, mà ở thế giới khác chẳng có tiếng khua kích. 17 biến kích, toàn thế giới khắp nơi đều có tiếng kích. 18 đẳng biến kích, đồng thời ở tại hết thảy thế giới cùng lúc khắp nơi đều có tiếng kích. Đây là tình hình 18 thứ chấn động. Mưa xuống hoa trời đẹp, hương bột trời, tráng hoa trời, tạp hương trời, y báu trời, mây báu trời, đồ trang nghiêm trời, các âm nhạc trời không tấu mà tự vang lên, phóng ánh sáng trời và âm thanh vi diệu. Khi đại địa 6 thứ chấn động, thì từ trong hư không mưa xuống hoa trời quý đẹp, hương bột trên trời, tráng hoa trời, tạp hương trên trời, y báu của người trời mặc, mây bóng trên trời, đồ trang nghiêm tốt đẹp ở trên trời, âm nhạc trên trời đều tự nhiên vang ra tiếng hay vi diệu, không cần diễn tấu, lại phóng ra hết thảy ánh sáng trên trời và hết thảy tiếng hay vi diệu trên trời. Như ở đỉnh núi Tù Di tứ thiên hạ này, trong Điện Đế Thích nói phép thập trụ hiện các thần thông biến hóa, hết thảy tất cả 10 phương thế giới cũng đều như thế. Như ở đỉnh núi Tù Di tứ thiên hạ của thế giới Ta Bà này, trong cung điện của trời Đế Thích diễn nói pháp thập trụ hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa, ở trong 10 phương hết thảy thế giới cũng đều như ở thế giới Ta Bà. Phật Thích Ca ở trên đỉnh núi Tu Di
cung điện trời đế thích nói pháp thập trụ. Lại nhờ thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương, qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đều đi đến đây đầy khắp mười phương nói như vậy. Lành thay Phật tử khéo nói pháp này. Hết thảy Bồ Tát trong mười phương, lại nhờ đại oai thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương, qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đều đến thế giới Ta Bà trên đỉnh núi Tu Di, cùng điện trời đế thích đầy khắp mười phương, các ngài cùng lúc nói, lành thay Phật tử, ông khéo nói diệu pháp thập trụ. Chúng tôi mọi người đều đồng hiệu là Pháp Huệ, đến từ cõi nước, đồng tên là Pháp Vân, Đức Như Lai ở cõi đó, đều đồng hiệu là diệu pháp. Chúng tôi ở chỗ Đức Phật cũng nói thập trụ, chúng hội quyến thuộc văn cầu nghĩa cũng đều như vậy, chẳng có thêm bớt. Những Bồ Tát này nói, chúng tôi mọi người đều đồng pháp hiệu, đều gọi là Pháp Huệ, cõi nước của chúng tôi đến cũng đồng tên, đều gọi là Pháp Vân. Danh hiệu Phật trong hết thảy cõi nước Pháp Vân đều gọi là Phật diệu pháp. Chúng tôi ở chỗ Phật cũng nói diệu pháp thập trụ. Đại chúng trong Pháp hội và hết thảy quyến thuộc đều như nhau, cầu văn và nghĩa lý pháp thập trụ cũng giống như thế giới Ta Bà, một chữ không thêm, một chữ cũng không bớt. Do đó, ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp âm, đều nói diệu pháp này. Phật tử, chúng tôi nương thần lực của Phật đến vào hội này để làm chứng minh cho ngài. Như nơi hội này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như thế. Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đến Pháp hội Hoa Nghiêm, nói với Bồ Tát Pháp Huệ, Phật tử, chúng tôi mọi người nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới Ta Bà vào Pháp hội Hoa Nghiêm là để chứng minh ngài nói pháp thập trụ trong mười phương hết thảy tất cả thế giới đều giống như pháp hội này, chẳng có gì khác biệt, đều đang nói pháp thập trụ. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương khắp cùng pháp giới mà nói kệ rằng, lúc đó vị Bồ Tát Pháp Huệ nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của mười phương tất cả chúng sinh cho đến nhân duyên của hết thảy pháp giới chúng sinh mà nói ra 100 bài kệ để giáo hóa pháp giới chúng sinh. Thấy tối thắng trí thân tốt đẹp, tướng tốt trang nghiêm đều đầy đủ, tôn trọng như vậy rất khó gặp, Bồ Tát dũng mãnh sự phát tâm. Bồ Tát Pháp Huệ nói, hiện tại tôi thấy được trí huệ tối thủ thắng của Phật, lại thấy thân Phật vi diệu không thể nghĩ bàn, vì thân Phật biến hóa vô cùng, ẩn hiện khó dò. Lại có 32 tướng, đại nhân 80 vẻ đẹp, rất trang nghiêm xinh đẹp, phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, do đó gọi là lưỡng túc tôn, phước huệ đều đầy đủ. Một số chúng sinh tôn trọng Phật, cúng dường Phật, vì thân tốt đẹp của Phật chẳng dễ gì gặp được. Có lúc sinh ở trước Phật, có lúc sinh ra sau Phật, được sinh vào thời Đức Phật cũng rất khó gặp Phật. Vì nhân duyên đó cho nên Bồ Tát dũng mãnh ban đầu phát tâm, tinh tấn tu đạo vô thượng. Thấy đại thần thông không sánh bằng, nghe nói thọ ký và dạy bảo, chúng sinh các cõi vô lượng khổ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Thấy được đại thần thông không ai sánh bằng của Phật, nghe được pháp thọ ký của Phật nói, pháp quyền xảo phương tiện, pháp chân thật, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh không làm ác mà làm các điều lành. Do đó đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Chúng sinh trong sáu nẻo đều có vô lượng khổ, mỗi nẻo chúng sinh đều có khổ của họ. Bồ Tát ban đầu pháp tâm trụ, thấy được tình hình như vậy, muốn cứu chúng sinh thọ khổ được an lạc, cho nên phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Nghe các Như Lai đấng phổ thắng, tất cả công đức đều thành tựu, ví như hư không chẳng phân biệt, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Lại nghe được tất cả Như Lai đấng phổ thắng, hết thảy công đức đều thành tựu, công đức của Phật cứu kính có bao nhiêu chẳng cách chi nói được. Do đó có câu, sát trần tâm niệm khả sổ chi, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Cho nên nói tất cả công đức của Phật đều thành tựu, công đức của Phật giống như hư không chẳng khác biệt, hư không chẳng gì mà không dung được, chẳng gì mà không bao quát hết, hay dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ,
ngưỡng mộ công đức tu hành của Phật, công đức thành tựu của Phật, do nhân duyên đó mà phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Ba đời quả báo gọi là xứ, tự tánh chúng tôi là phi xứ, đều muốn biết rõ nghĩa chân thật, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Nhân quả đời quá khứ, nhân quả đời vị lai, nhân quả đời hiện tại, gọi là xứ sở thọ quả báo, do đó có câu, dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước là đời nay mình thọ, muốn biết quả vị lai là đời này mình làm. Đây là nói rõ nhân quả ba đời, đời trước trồng nhân gì thì đời này kết quả đó, trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác, trồng nhân chẳng thiện chẳng ác thì kết quả không thiện không ác. Muốn biết quả đời sau như thế nào thì hãy nhìn đời này làm gì, đời này cứ làm việc lành thì đời sau sẽ kết quả lành, đời này cứ làm việc ác thì đời sau sẽ kết quả ác. Cho nên nhân quả tư hào chẳng sai, nhân quả là mình tạo chứ chẳng phải Phật Bồ Tát tạo, chẳng giống như tôn giáo khác, chủ trương có thần đến chủ tể đến chi phối vận mạng. Đó là tư tưởng sai lầm mà càng sai lầm. Giống như mình đi đường, muốn đến hướng đông thì đi theo hướng đông, muốn đến hướng tây thì đi theo hướng tây, đều tùy tâm niệm của mình mà đi. Nhân quả cũng như vậy, cho nên nói ba đời nhân quả gọi là xứ, tự tánh của chúng ta là không, chẳng có gì, tức là hợp với pháp giới mà làm một. Đây là chân không cũng là diệu hữu, chân không diệu hữu là tự tánh thì tìm được, tìm chẳng được xứ sở nhất định. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, muốn chân chính minh bạch đạo lý chân thật này mà phát tâm Bồ Đề sinh tu Phật đạo vô thượng. Đời quá khứ, vị lai hiện tại, hết thảy tất cả nghiệp thiện ác, đều muốn biết rõ vô bất tận, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, đây là ba đời. Tâm quá khứ, tâm vị lai, tâm hiện tại, đây cũng là ba đời. Niệm quá khứ, niệm vị lai, niệm hiện tại, đây cũng là ba đời. Ba đời có ba đời thời gian dài, lại có ba thời gian ngắn. Nghiệp tạo ra trong ba đời là thiện ác lẫn lộn, có lúc trong thiện có chút ác, hoặc trong ác có chút thiện, chẳng phải nghiệp thiện thuần tịnh, cũng chẳng phải nghiệp ác thuần tịnh, là nghiệp thiện ác hỗn hợp. Bồ Tát muốn thấu hiểu tất cả đạo lý, cho đến chẳng có chỗ nào mà chẳng hiểu. Do nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Các thiền giải thoát và tam muội, tạp nhiễm, thanh tịnh, vô lượng thứ, đều muốn biết rõ nhập trụ xuất, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bốn thiền, tám giải thoát, chín định thứ lớp, tạp nhiễm thanh tịnh đều có vô lượng, vô biên thứ loại. Bồ Tát muốn biết rõ nhập định, chủ định, xuất định, đủ thứ cảnh giới. Vì quan hệ như vậy, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Tùy các chúng sinh căn lợi độn, như vậy đủ thứ sức tinh tấn, đều muốn thấu đạt, muốn phân biệt, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có chúng sinh sanh ra thì thông minh, đây là lợi căn. Có chúng sinh sanh ra thì ngu si, đây là độn căn, cho nên căn tánh chúng sinh đều khác nhau. Nhưng bất luận là lợi căn hoặc độn căn đều phải dũng mãnh tinh tấn mới có sự thành tựu. Có đủ thứ phương pháp tinh tấn, muốn hoàn toàn thấu rõ thông đạt, phân biệt, biết căn tánh lợi độn của chúng sinh. Do nhân duyên đó, Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Tất cả chúng sinh đủ thứ giải, thâm họ ưa thích đều khác nhau, như vậy vô lượng dục đều biết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Tất cả chúng sinh có đủ thứ trí kiến, đủ thứ hiểu biết, sự hoan hỷ trong tâm mỗi chúng sinh đều khác nhau, vô lượng vô biên kiến giải như vậy. Vì muốn hoàn toàn biết rõ, Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm, phát Bồ Đề tâm tu đạo vô thượng. Chúng sinh các loài đều khác nhau, tất cả thế gian vô số lượng, đều muốn biết rõ thể tánh họ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Chúng sinh do chúng duyên hòa hợp mà sinh, chúng sinh có 12 loài, đó là thải noãn thấp hóa, có tưởng không tưởng, có sắc không sắc, chẳng có tưởng, chẳng có sắc, chẳng không tưởng, chẳng không sắc. Phân tích tỉ mỉ mà nói, thì trong mỗi loài chúng sinh lại có vô lượng vô biên chúng sinh giới đều khác nhau, chúng sinh trong tất cả thế gian chẳng có số lượng. Bồ Tát muốn thấu rõ hoàn toàn chúng sinh giới và thể tánh chúng sinh. Do nhân duyên đó nên Bồ Tát trụ nơi bậc Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng.
Tất cả hữu vi các hạnh đạo, mỗi mỗi đều có chỗ nơi đến, đều muốn biết rõ thật tánh đó. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, hết thảy tất cả đạo hữu vi tu hành, mỗi thứ đạo hạnh đều có một chỗ nơi đến, tức là nơi tương lai sẽ đến. Bồ Tát muốn biết rõ tánh chân thật đó, mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Tất cả thế giới các chúng sinh, tùy nghiệp trôi nổi chẳng tạm ngừng, muốn được thiên nhãn đều thấy rõ. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, mười phương hết thảy tất cả thế giới chúng sinh đều do khởi hoặc đi tạo nghiệp và thọ lấy quả báo, cho nên tùy theo nghiệp đã tạo ra mà trôi nổi, lúc lên trời, lúc ở dưới đất, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi, chẳng có lúc nào ngừng. Bồ Tát muốn được trí huệ thiên nhãn vô ngại mới thấy rõ cảnh giới này, do nhân duyên đó mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy, tướng như vậy, đều muốn biết rõ đời trước kia. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy và tướng như vậy. Bồ Tát vì muốn biết rõ thấu hiểu nhân duyên đời quá khứ, cho nên trụ ở bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Tất cả chúng sinh các kiết hoặc liên tục hiện khởi và tập khí đều muốn biết rõ rốt ráo hết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, hết thảy tất cả chúng sinh đều có kết nghiệp của mình tạo ra và có sự mê hoặc, đều liên tục không ngừng hiện khởi và tập khí chẳng gián đoạn. Bồ Tát muốn minh bạch biết rõ những kết hoặc liên tục hiện khởi tập khí đủ thứ vấn đề, cứu kính đoạn sạch như thế nào. Do nhân duyên đó cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Tùy các chúng sinh chỗ an lập, đủ thứ đàm luận đường ngôn ngữ như pháp thế đế đều muốn biết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, tùy thuận tất cả chúng sinh chỗ an lập, có đủ thứ đàm luận, có đủ thứ đường ngôn ngữ. Mỗi loại chúng sinh đều có đường đàm luận ngôn ngữ của họ. Theo loại người mà nói thì toàn thế giới có rất nhiều văn tự và ngôn ngữ. Mỗi nước đều có một thứ văn tự và mấy thứ tiếng. Chủng tộc của chúng sinh khác nhau, văn tự cũng khác nhau. Hết thảy pháp tục đế thế gian, thập thụ Bồ Tát đều muốn biết. Do nhân duyên đó cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Tất cả các pháp lìa lời nói, tánh không vắng lặng chẳng tạo tác, đều muốn thông đạt nghĩa thật này. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, hết thảy tất cả các pháp phàm là nói ra được đều chẳng phải pháp chân thật. Pháp chân thật là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tướng duyên tâm. Nó là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên nói tất cả pháp lìa lời nói. Nếu là pháp chân đế thì đều lìa khỏi lời nói, do đó đường lời nói đã dứt, chỗ tâm hành đã diệt. Đây tức là thật tướng lý thể của pháp. Tự tánh của tất cả pháp là không, chẳng có thật thể, cho nên tánh không vắng lặng chẳng tạo tác, chẳng có cái năng tác, cũng chẳng có sở tác. Bồ Tát muốn thấu rõ thông đạt nghĩa chân thật này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Đều muốn chấn động mười phương cõi, nghiêng đổ tất cả các biển cả, đầy đủ chư Phật đại thần thông. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, Bồ Tát đều muốn mười phương cõi nước đều có sáu thứ chấn động, có thể nghiêng đổ tất cả các biển cả. Tại sao lại có sức lực như vậy? Đó là đầy đủ đại thần thông lực của chư Phật. Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Mỗi một lỗ lông phóng quang minh chiếu khắp mười phương vô lượng cõi, trong mỗi quang minh giác tất cả. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm, Bồ Tát muốn trong một lỗ chân lông phóng ra đại quang minh chiếu khắp hết thảy mười phương vô lượng các cõi Phật, trong mỗi lỗ chân lông đều có thể phóng quang, trong mỗi luồng quang minh giác ngộ được tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát do nhân duyên cảnh giới này mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn đem các cõi Phật khó nghĩ đều để trong tay mà không động, biết rõ tất cả như huyễn hóa, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đem các cõi Phật không thể nghĩ bàn hoàn toàn để vào trong lòng bàn tay mà chẳng dao động. Mười phương các cõi Phật cũng chẳng nhỏ, bàn tay của Bồ Tát cũng chẳng lớn. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại sao được như vậy? Tri kiến của phàm phu chẳng thể minh bạch được. Khi nào chứng được ngũ nhãn lục thông thì nhẹ mà dễ nâng lên,
sẽ minh bạch đạo lý của nó. Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp như huyễn như hóa, chẳng có tánh chân thật. Do nhân duyên đó cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn đem chúng sinh vô lượng cõi, để đầu sợi lông chẳng đè nén, đều biết không người không có ta, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đem vô lượng vô biên chúng sinh trong các cõi Phật hoàn toàn để trên đầu một sợi lông mà chẳng đè nén, nghĩa là chẳng chặt hẹp. Tại sao lại được như vậy? Vì Bồ Tát đều biết cảnh giới không người không ta, Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn dùng sợi lông chấm nước biển, tất cả biển cả đều khô cạn, thể đều phân biệt biết số giọt, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn dùng một sợi lông để chấm nước biển cả, khiến cho tất cả biển cả đều hoàn toàn khô cạn hết. Bồ Tát có thần thông diệu dụng này không thể không tin. Bồ Tát lại biết được dùng bao nhiêu lần sợi lông chấm nước biển làm cho biển khô cạn, nghĩa là biết rõ bao nhiêu giọt. Bồ Tát nhờ thần thông diệu dụng này mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Không thể nghĩ bản các cõi nước, nghiền hết làm bụi không bỏ sót, đều muốn phân biệt biết số bụi, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương hết thảy các thế giới nhiều không thể nghĩ bàn, nếu đem hết thảy cõi nước không thể nghĩ bàn nghiền nát thành bụi chẳng có bỏ sót, Bồ Tát đều muốn phân biệt để biết có bao nhiêu hạt bụi. Vì nhân duyên đó cho nên Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Quá khứ vị lai vô lượng kiếp, tất cả thế gian tướng thành hoại, đều muốn thông đạt tột bờ mé, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Quá khứ vô lượng kiếp, vị lai vô lượng kiếp, hiện tại vô lượng kiếp, hết thảy thế gian thành như thế nào, trụ ra sao, hoại ra sao, không ra sao, tướng bốn kiếp này, Bồ Tát đều muốn thấu hiểu, thông đạt tột cùng cảnh giới của nó. Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Ba đời hết thảy các Như Lai, tất cả độc giác và thanh văn, muốn biết pháp đó hết không dư, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tất cả độc giác, tất cả thanh văn, Bồ Tát muốn biết thế nào tu mà thành Phật, thế nào mà tu thành độc giác, thế nào mà tu thành thanh văn. Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Vô lượng vô biên các thế giới muốn dùng sợi lông để nâng lên, như thể tướng đó đều biết rõ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có vô lượng vô biên thế giới, Bồ Tát muốn dùng một sợi lông để nâng lên, thế giới đó hoặc là thể hoặc là tướng, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ. Thập trụ Bồ Tát nhờ thần thông diệu dụng này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Vô lượng vô số núi luân vi đều muốn để vào trong lỗ lông, như núi lớn nhỏ đều biết được, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có vô lượng vô số núi luân vi, Bồ Tát muốn để vào trong một lỗ chân lông, núi luân vi đó lớn hoặc nhỏ, ở trong một lỗ chân lông đều biết được, Bồ Tát muốn tu thần thông diệu dụng này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, hướng về trước cầu thắng định, tu đạo vô thượng. Muốn dùng một diệu âm tịch tĩnh, ứng khắp mười phương tùy loại nói, như vậy đều khiến hiểu thanh tịnh, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn dùng một thứ âm thanh vi diệu, ứng khắp hết thảy mười phương tất cả chúng sinh, tùy loài mà diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Do đó, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Giống như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu thanh tịnh pháp âm đó. Vì Bồ Tát cũng muốn đắc được thần thông diệu dụng này, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Pháp ngôn ngữ tất cả chúng sinh, một lời diễn nói đều hết cả, đều muốn biết rõ tự tánh đó, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Hết thảy tất cả pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, ngôn ngữ của loài người và ngôn ngữ của súc sinh, Bồ Tát có thần thông, dùng một câu thì tất cả ngôn ngữ đều hoàn toàn nói hết. Bồ Tát muốn hoàn toàn thấu rõ và biết tự tánh của ngôn ngữ, cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi ban đầu phát tâm trụ. Tiếng nói thế gian đều nói được, đều khiến họ hiểu chứng tịch diệt. Muốn được như vậy, căn lưỡi diệu, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát đối với tất cả ngôn ngữ âm thanh thế gian, đều nói được tất cả, khiến cho hết thảy mỗi loài chúng sinh
đều minh bạch mà chứng được pháp chân thường tịch diệt. Bồ Tát muốn đắc được căn lưỡi vi diệu này hay dễ nói tất cả diệu pháp, thập trụ Bồ Tát vì nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn khiến mười phương các thế giới có tướng thành hoại đều thấy được, thầy đều biết từ phân biệt sinh, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn khiến cho mười phương hết thảy tất cả thế giới có thành trụ hoại không bốn tướng này thì đều thấy được, mà còn biết được thành trụ hoại không đều do chúng sinh phân biệt suy nghĩ mà thành tựu. Do đó cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Tất cả mười phương các thế giới vô lượng Như Lai đều thấy khắp, đều muốn biết rõ pháp Phật đó, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương hết thảy tất cả thế giới, ở trong mỗi thế giới đều có Phật đang ở đó giáo hóa chúng sinh, cho nên nói vô lượng Như Lai đều thấy khắp. Bồ Tát muốn biết tất cả pháp của chư Phật nói, cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Đủ thứ biến hóa vô lượng thân, tất cả thế giới nhiều như bụi, đều muốn thông đạt từ tâm khởi, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đắc được đủ thứ biến hóa vô lượng vô biên hóa thân, hy vọng hóa thành nhiều như hết thảy hạt bụi của tất cả thế giới. Cảnh giới thần thông diệu dụng này vẫn chẳng lìa khỏi một tâm niệm, đều từ tâm mà sinh ra. Thập trụ Bồ Tát vì muốn thông đạt đạo lý từ tâm khởi, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Đời quá khứ vị lai hiện tại, vô lượng vô số các Như Lai, muốn nơi một niệm đều biết rõ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại có vô lượng vô số chư Phật, Bồ Tát muốn nơi một tâm niệm đều thấu hiểu biết rõ số mục của chư Phật. Thập trụ Bồ Tát vì nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn dễ nói đủ một câu pháp, A Tăng kỷ kiếp không hết được, mà khiến văn nghĩa đều khác nhau, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn dễ nói đầy đủ viên mãn một câu Phật Pháp, dù vô lượng vô biên kiếp cùng tận cũng nói không xong một câu Pháp. Hết thảy văn nghĩa đều khác nhau, có lúc văn tùy nghĩa, có khi nghĩa tùy văn. Thập trụ Bồ Tát vì muốn mãn tâm nguyện này, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Mười phương tất cả các chúng sinh, tùy sự lưu chuyển tướng sinh diệt, muốn nơi một niệm đều thông đạt, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương thế giới hết thảy tất cả chúng sinh đều sinh rồi chết, chết rồi sinh, sinh tử ở trong luân hồi, kết thúc rồi bắt đầu, tuần hoàn không ngừng, lưu chuyển tướng sinh diệt. Bồ Tát muốn ở trong một niệm đều thấu rõ thông đạt tướng sinh diệt của chúng sinh. Làm thế nào khiến cho chúng sinh chẳng lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử mà nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh? Thập trụ Bồ Tát muốn đạt được trí huệ nhãn này, cho nên phát tâm Bồ Đề, mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn dùng thân lợi và ý nghiệp đến các mười phương chẳng chướng ngại, biết rõ ba đời đều không tịch, Bồ Tát nhờ đây ban đầu phát tâm. Bồ Tát muốn dùng thân lợi ý ba nghiệp ở trong một niệm đến các mười phương gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Ba nghiệp này đến mười phương chẳng có chướng ngại, do đó nguyện như thế nào thì như thế ấy. Bồ Tát muốn minh bạch biết ba đời đều là không tịch, do đó tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thập trụ Bồ Tát do nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ ở quả vị ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát phát tâm như vậy rồi, hãy nên đi đến mười phương cõi, cung kính cúng dường các Như Lai, nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. Bồ Tát thập trụ phát những đại tâm Bồ Đề rồi, thì nên đến mười phương thế giới cõi nước chư Phật, để cung kính cúng dường chư Phật. Bồ Tát vì muốn dũng mãnh tinh tấn, mà phát tâm đại Bồ Đề, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Bồ Tát dũng mãnh cầu Phật đạo, trụ nơi sinh tử chẳng nhàm chán, vì họ khen ngợi khiến thuận hành, như vậy khiến cho chẳng thối chuyển. Bồ Tát trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, trong mỗi niệm đều phát tâm Bồ Đề, mà chẳng khởi vọng niệm khác. Tùy Bồ Tát trụ nơi sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm tử bi, nhận rằng đó là trách nhiệm của mình, cho nên tâm cam tình nguyện trụ nơi sinh tử để giáo hóa chúng sinh lìa khổ được vui. Song người nhị thừa chẳng có tư tưởng này, họ xem ba cõi như lao ngục, thấy sinh tử như oan gia.
cho nên mau mau thoát khỏi sinh tử. Tư tưởng của Bồ Tát ở nơi sinh tử, tức là Niết Bàn, chẳng có hai lối nghĩ, cho nên chẳng nhàm chán sinh tử. Vì chúng sinh mà khen ngợi, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đây tức là thuận hành. Vì Bồ Tát thuận hành, tinh tấn tu hành, cho nên ngày càng tinh tấn tiến về trước, chứ chẳng thối lùi về sau. Mười phương thế giới vô lượng cõi đều ở trong đó làm tôn chủ, vì các Bồ Tát nói như vậy, nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. Mười phương thế giới vô lượng vô biên cõi nước, ở trong mỗi cõi nước đều có Phật, ở trong đó giáo hóa chúng sinh, vì thập trụ Bồ Tát mà dễ nói pháp môn thập trụ, khiến cho thập trụ Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề, chẳng thối chuyển quả vị này. Tối thắng, tối thượng, tối đệ nhất, pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh, khuyên các Bồ Tát nói cho người, dạng như vậy khiến lìa phiền não. Pháp là thủ thắng nhất, cao thượng nhất, là bậc nhất. Bài kệ khai kinh có nói rằng, pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Này còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp này là pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh. Pháp này phải nói mới vi diệu được. Nếu không nói, thì có vi diệu cũng không vi diệu. Cho nên Phật mong tất cả Bồ Tát đem pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh này dễ nói cho mọi người nghe, khiến cho họ minh bạch pháp vi diệu này. Vì Bồ Tát trợ giúp Phật để giáo hóa chúng sinh, do đó quay thuyền từ bi trở lại đến thế giới Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, để khỏi phiền não, đắc được tự tại. Tất cả thế gian không gì bằng, nơi không thể khuynh động khôi thôi phục,